Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhà đẹp An Hao. Và nhà đẹp An Hao hôm nay xin được giới thiệu cho các bạn một cái mẫu nhà cấp 4 không gian mở các bạn nhé. Đây là những hình ảnh mà chủ nhà đã gửi cho bên mình, chia sẻ cho bên mình. Và mình đã chia sẻ lại cho các bạn để các bạn có thể tham khảo. Nếu như các bạn thấy mẫu nhà này nó phù hợp với kích thước đất của các bạn, phù hợp với cái công năng, sở thích của các bạn thì các bạn có thể làm theo. Và nếu như các bạn mà cần bản vẽ chi tiết thì hãy liên hệ với bên mình sẽ làm các bản vẽ chi tiết cho các bạn để các bạn làm một ngôi nhà như vậy. Hãy ủng hộ mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết đến. Xin cảm ơn. Và đây là cái mẫu nhà mà như các bạn thấy là không gian mở rất là rộng rãi. Đất miếng đất này thì với kích thước là 6 x 20 đó. Đây để mình chỉ cho các bạn nữa. Đấy thì ngôi nhà này thì ở phía trước nhà chúng ta có một cái sân để trồng làm cái sân lối vào và kết hợp với là những bước bậc cộng với thảm cỏ rất là đẹp. Xung quanh nhà thì được bố trí những cái hố nước và kết hợp trồng cây để giúp cho cái không khí của ngôi nhà nó được mát các bạn nhé. Đây này các bạn thấy là xung quanh nhà chúng ta trồng rất nhiều cây các bạn nhé. Trồng nhiều cây đây, trồng cây này chỗ này trồng cây. Xung quanh này khu vực phòng, đây là khu vực phòng khách các bạn nhé. Phòng khách này thì có một cái hồ nước này sẽ chạy xung quanh cái phòng khách và phòng bếp đấy, để cho cái không gian, cái hơi nóng của cái không khí nóng nó bị dịu, nó sẽ được dịu đi, nó sẽ đón gió. Khi hơi nước bốc từ đây lên thì gió sẽ lùa vào trong ngôi nhà này, thì để cho cái ngôi nhà nó được mát các bạn và thoáng các bạn nhé. Đó, tiếp đến thì chúng ta sẽ thăm xem đây những hình ảnh như vậy rất là rõ ràng. Đây là cái hồ nước này các bạn này. Đó. Thì các bạn cũng có thể trồng sen ở đây và thả cá ở đây cũng được. Đây là cái lối hành lang để đi xuống phòng phía sau. Đó. Đó, đây là khu vực bên này là khu vực bên trái là khu vực phòng khách các bạn nhé. Hoặc là giữa đây là chúng ta khu có một cái bàn gọi là bàn đảo. Đây là bàn ăn. Đấy, đây là khu vực bếp. Đó. Khu vực bếp đây thì nó sẽ liên thông với cái phòng khách luôn. Đó. Mình sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh này nó dễ. Ở đây các bạn nhé. Đấy. Thì phía trên này thì chúng ta làm cái ô kính này các bạn này. Ô kính để lấy ánh sáng. Đấy, lấy ánh sáng ở phía trên này. Đây. Thì để cho cái ánh sáng trong phòng luôn ngập tràn ánh sáng các bạn nhé. Đấy. Đây thì lát nữa mình sẽ đưa cho các bạn xem cái hình ảnh mặt bằng chi tiết để các bạn có thể hình dung rõ hơn. Đấy. Thì không gian này rất là thoáng và rộng, đây là không gian mở. Đây là toàn bộ khu vực phòng khách liên thông với phòng bếp, phòng ăn, bàn ăn. Đấy, phía ngoài này chúng ta sẽ có cái view rất là rộng. Đây. Ở phía ngoài bên này thì hiện tại là các miếng đất xung quanh thì người ta chưa xây, thì sau này người ta xây lên thì mình vẫn còn cái khoảng hở này thì ngôi nhà mình vẫn được thông thoáng và rộng rãi các bạn nhé. Đấy. Đây là mình đứng từ khu vực bàn bếp nhìn ra phía ngoài, thì đây là cổng này. Đó. Đây là phòng khách. Đó, rất là thoáng và rộng. Bằng tường này thì chúng ta đang ốp bằng đá, miếng đá như bạn nhé. Rất là lung linh đúng không? Rất là đẹp, rất là rộng, thoáng. Phòng ngủ thì được bố trí rất là sáng sủa. Nói chung là khu ngôi nhà này thì không gian rất là rộng, thoáng. Nó rất là phù hợp cho các bạn yêu thích thiên nhiên. Đây là phòng phía sau cùng. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là đây là cái mặt cắt của ngôi nhà. Để phân tích cho các bạn thấy cái mặt cắt của ngôi nhà này thì nó được bố trí với không gian để đảm bảo cái yếu tố là thông thoáng và ánh sáng các bạn nhé. Thì toàn bộ cái không gian phía trước nhà bên kia phía lối đi này là đều có một cửa mở ra các bạn nhé. Đấy. Và phía trong này thì chúng ta có một cái giếng trời đây để nó gió nó lùa khi nóng, đẩy không khí nóng ra ngoài để giúp cho ngôi nhà nó được thông thoáng. Đó, phía sau nhà chúng ta có một cái chỗ cho cây ở ngoài này giúp những ngôi nhà luôn được thoáng các bạn ạ.
là cây xung quanh nhà, ánh sáng đầy đủ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp theo dõi hình này. Đây là cái mặt cắt của nhà. Và đây là cái mặt bằng tổng thể các bạn nhé. Thì mặt bằng tổng thể này thì các bạn thấy là đây lối vào đây. Lối vào đây thì chúng ta đi vào phòng khách. Đó. Còn ngoài ra thì chúng ta có một lối cửa nhỏ này để chúng ta đi vào phía trong sân trong. Đó, đi vào phía bếp. Phía sân phụ này. Phía sau này chúng ta có một sân vườn trồng hoa ở đây, trồng cây ở đây. Đó. Ở đây có một vệ sinh này. Đây là vệ sinh nữa. Các phòng vệ sinh này được liên thông với nhau để chúng ta thuận tiện trong vấn đề sinh hoạt và đỡ tốn diện tích thêm một vệ sinh khác. Đó, thì chúng ta có hai phòng ngủ chính và một phòng ngủ nhỏ ở đây. Đó. Thì nếu như các bạn mà muốn tăng cái diện tích phòng ngủ này thêm thì ta có thể đẩy lên nó rộng hơn. Đó. Đây là công năng phòng khách này. Đó, phòng bàn ăn này, phòng bếp này. Đây là khu vệ sinh chung này cho phòng ngủ, phòng ngủ này và khu vực vệ sinh cho phòng khách. Ở lối này thì cũng có một lối vào vào đây, cũng có lối vào phòng này. Đó. Rất nhiều lối vào. Toàn bộ phía ngoài này chúng ta trồng cây cho ngôi nhà xanh mát các bạn nhé. Ở đây là hồ cá, hồ nước. Đó, rất là xanh mát các bạn. Thì nếu như các bạn mà thích cái ngôi nhà này thì hay cần bản vẽ thì hãy liên hệ với mình sẽ chia sẻ làm cái bản vẽ đó cho các bạn để các bạn có thể làm theo. Xin cảm ơn và hãy ủng hộ mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.